Cặp đôi cuối cùng trong vòng thi đầu tiên lộ diện, chúng ta sẽ cùng làm quen với hai chị em Hương và Linh. Hãy cùng đến với đoạn clip ngay sau đây để cùng gặp gỡ họ nhé. Cháu là Ngọc Linh, năm nay cháu 15 tuổi. Và đây là em cháu Ngọc Hương, kém cháu 5 tuổi. Chị Linh ơi, chị chuẩn bị đồ nhanh lên đi. Hôm nay cuối tuần rất đông lắm ấy, mình nhanh thủ ra hát nào. Chờ chị đã, mình phải chuẩn bị đồ tâm tất mọi người ủng hộ mình chứ. Hai chị em cháu đi hát từ hồi bé xíu. Nhà cháu chỉ có bố mẹ con nương tựa nhau mà sống. Bố cháu thì đã vào trại cai nghiện được hơn 2 năm rồi. Nhà này thì cũng là nhà thuê. Đây chắc là nơi ở mà gia đình gắn bó lâu nhất, được hơn 10 năm rồi. Mọi người nghe đi hát có vẻ hoành tráng, nhưng thực ra hai chị em vừa hát vừa bán thêm một ít đồ để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Mình không giúp được mình thì không có ai có thể giúp được đâu. Bây giờ hai đứa tự hào khi có thể nói rằng mình là trụ cột kinh tế chính của cả nhà. Khi mà con được cầm ngoài xã hội nữa.
ơn hai chị em đã mang đến tiết mục vừa rồi nhé. Thực sự là ở Vĩnh Phúc về mà hát một cái bài hát mà bằng tiếng Nam rất là chuẩn, mà nó cứ làm cho chú cái gì đó nó cứ nhói nhói bên trong, nó có một chút gì đó nó xót xa. Tự thân cái bài hát và tự thân cái phần trình diễn của tụi con với cái sự mộc mạc đó, nó làm rung động trái tim của chú, xém khóc mấy lần luôn đó. Trời ơi, đúng là hai bé diễn là coi như là không có phô trương điều gì, nhưng mà không hiểu sao ở sâu bên trong con như là nó có cái gì đấy cô không thực không nổi niềm. Cái nỗi niềm giống như con nội tâm lắm á. Và khi mà con diễn với em á, cách con vuốt tóc em mà cô cảm giác như một sự bảo bọc em như là người mẹ vậy đó. Tự nhiên lúc đó tự nhiên cô nghẹn lên, mà cái bài hát này á, thì nó lại nói về cái thân phận của người chị nhiều hơn nữa. Cái lạnh nó sự một sự đồng cảm rất là nhiều. Chúc mừng tiết mục của hai con. Cảm ơn bà giám khảo. Cảm ơn hai chị em nhé. Rồi các con vào trong nhé. Vậy là năm cặp đôi người chơi của chúng ta đã hoàn thành phần thi của họ ở vòng thi lộ diện rồi. Và bây giờ hãy cùng dành một chút thời gian để ban giám khảo có thể tổng kết những số điểm công tâm nhất. Và chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau vài phút.